Dân mạng bức xúc trước pha dâng tặng hai bàn thắng của Văn Toàn. Nỗ lực của đồng đội đã bị bạn đổ đi như một bát nước mưa. Thưa quý vị, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là trận đấu cuối cùng của bảng B, cũng là trận đấu được mong chờ nhất bởi hai đội tuyển từng có lịch sử đối đầu trong rất nhiều giải đấu. Khi người hâm mộ trào dâng hy vọng về việc Việt Nam sẽ là cú hích cuối cùng khiến Thái Lan phải xách vali về nước, thì Thái Lan đã nhanh chóng có được hai bàn thắng chỉ 11 phút sau khi hồi còi khai cuộc vang lên. Bàn thua đầu tiên đến từ sai lầm của thủ môn Văn Toàn khi anh thiếu tập trung trong pha bắt bóng của mình. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích sai lầm của Văn Toàn và cho rằng anh quá tự tin. Hãy cùng với chúng tôi điểm qua một vài bình luận dành cho thủ môn Văn Toàn. Quá kém, thủ môn tệ hại nhất lịch sử SEA Games. 5 phút hai bàn, thật sự nỗ lực của đồng đội đã bị bạn ý đổ đi như một bát nước mưa. Huấn luyện viên Thái Lan tiết lộ bí quyết phủ đầu Việt Nam ngay khi vào trận. Thưa quý vị, tờ Bangkok Post viết Thái Lan cần phải có một chiến thắng lớn trước Việt Nam trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng vào chiều thứ năm, tức chiều ngày hôm nay ngày 5 tháng 12, để có thể đảm bảo một suất vào vòng bán kết bộ môn bóng đá nam SEA Games 2019. Sau 4 trận đầu tiên thì Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 12 điểm, hiệu số bàn thắng là dương 13. Xếp thứ hai là Indonesia với hiệu số bàn thắng là dương 11 và Thái Lan ở vị trí thứ ba với dương 10. Cả hai đội đều có 9 điểm. Tờ báo của Thái Lan phân tích, Giả sử Indonesia gặp khó khăn trong trận đấu cùng ngày với Lào, Thái Lan phải đánh bại Việt Nam từ hai bàn trở lên mới có thể nuôi hy vọng giành chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. Hôm thứ tư, tức ngày hôm qua, huấn luyện viên trưởng của Thái Lan ông Akira Nishino cho hay, ông sẽ yêu cầu các học trò của mình phải mở tỷ số trước Việt Nam càng sớm càng tốt. Vị chiến lược gia người Nhật Bản nói: "Tôi không thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi sẽ ghi ít nhất hai bàn thắng, nhưng tôi sẽ khích lệ các cầu thủ của mình ghi bàn thắng trước càng nhanh càng tốt." chúng tôi có thể giải gặp áp lực nếu như không ghi bàn sớm. Điểm mạnh của Việt Nam là tính đồng đội. Họ không dựa trên một cầu thủ nhất định nào. Nhưng mỗi lần Thái Lan gặp Việt Nam, các cầu thủ của tôi đều có tinh thần rất cao. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nishino, tuyển quốc gia Thái Lan đã hai lần đụng độ Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 và cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Tại SEA Games 2019, Thái Lan thua Indonesia 0-2 trong trận mở màn và mới đây họ vượt qua lào một cách khó khăn nhờ hai bàn thắng vào phút cuối của sufanat mueanta trong khi đó huấn luyện viên của đội tuyển việt nam ông park hang seo cho hay chúng tôi phải quên đi tất cả các chiến thắng trước đó đó chỉ là quá khứ và chúng tôi phải tập trung vào trận đấu quan trọng với thái lan vị chiến lược gia người hàn quốc nhấn mạnh đương nhiên đó sẽ là trận đấu khó khăn nhất cho chúng tôi thế nhưng chúng tôi phải vượt qua nó để vào vòng sau